kênh xe cũ á. Xin chào tất cả các bạn trên mọi miền đất nước. Hôm nay mình có mấy chiếc xe xin đăng bán nhờ các bạn tham khảo ha. Có ai mua được thì alo cho mình ha. Giá cả đồ có mềm thì alo cho mình. Hiện tại là ở đây là một con Future 125. Bên đó là một con quay ớt nha các bạn. Đằng kia nó một chiếc quay xanh. Rồi đi thẳng vô vấn đề luôn, khỏi mất thời gian các bạn. Hiện tại thì cái con Future này còn khá là đẹp. Hai vỏ còn riêng nha. Hai vỏ còn riêng, mâm riêng, tất cả riêng nguyên thủy nha các bạn. Đây ốc tán còn 7 màu ha. Ốc tán còn 7 màu, quay chậm chậm cho các bạn xem thôi ha. Đây, con ốc nó còn đóng bụi, đóng đất này. Là cái phuộc đó. Để mình coi anh chị các bạn cái phuộc nó đóng cái năm. Nhìn cái mã số của phuộc nè các bạn. Nè mã số là 2018 nè các bạn. Ngày 23 tháng 10 năm 2018 nè. Nó đây nè, đây nè. Mình xóa tay mình chỉ nè các bạn. Nó ngày 23 tháng 10 năm 2018. Nè, đầu bò em nó còn chiếu sáng nha các bạn. Xe thì hiện tại cái cổ bô nó có xét tí xíu thôi. Đi ô đô đi được mấy ngàn. Đây. Được mấy khu gan nha các bạn. Đó. Xe An Giang nên cái dàn chân là các bạn khỏi chê, cái dàn chân là ok hơn mấy dòng xe ở mấy tỉnh khác. Mấy tỉnh khác khi tắc đỏ cái dàn chân nó bị gãy xét cho nè. Còn xe An Giang các bạn khỏi lo cái vấn đề đó. Đây nè, ốc qua da cốt vô đạp rồi còn mấy màu nè. Thì mấy cái này là quan trọng. Nếu cái xe mà nó bị rã máy rồi là cái cốt này người ta có thể thay được, và cái cốt này người ta có thể thay được. Còn xe chưa ra máy là hai cốt này là nó không thể đụng địa gì được. Nếu chúng ta đụng chúng ta thay cái này là cái máy phải bung ra mới được. Cái cần dò số cũng còn sáng, cũng còn 7 màu ha. Mấy này nước sơn còn ấy ha, con ốc của sườn còn 7 màu nè các bạn. Bung bét. Để máy lên coi. Dòng này thì máy cũng khỏe ha, không có hú. Nó cứ tiếng kêu chật 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 chật. Để cây là sát lên cho các bạn nghe. Tiếng kêu chật 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 là cái bét đó các bạn. Lột, đầu xe nổ máy luôn đây. Đây là cái lá bô mình chùi ra một cái là chốc phấn ra nè các bạn. Đánh giá mình ra cái xe hiện tại thì nó ô đô mới đi đúng 5.000 nha các bạn. Ô đô đúng 5.000 ha. Anh em nào cần thì liên hệ mình. Dòng xe này lợi xăng dữ lắm các bạn, ít hao xăng lắm. Đây là bô ghim theo xe, nó còn đóng chữ Honda nè. Góc cản rồi theo xe phục ghim hết. Cặp chó hai vỏ còn mà mới 5.000 nè. Made in Việt Nam nè các bạn. Nè. Đóng chữ Châu Âu nè, để coi cái năm 2018 nó nằm ở đâu. Nè bản số kênh nó đây. Đầu cổ còn sáng chừng ha, đít bọng gì, đít khu khu gan ha. Đây, nó đi xe không thể chọn nè ha. Rồi trong cái vỏ sao nó có đóng cái năm sản xuất á, xe 2018 này nó sẽ đóng 18 đây. Đây nè các bạn, đây nè. Tối quá. Này, số 8 nó nằm trong đây nè. Trời ơi mấy ông giỡn các bạn. Chỗ người ta mà ngang mà ông giỡn các bạn, cái xe cái chữ 18 nằm đây nè các bạn. Cái vỏ in nó đi theo xe là vậy đó. Đây nắp nó dây sên rồi còn cái gan ha. Sáng ngày sau nó cũng còn 7 màu. Chắc chừng mấy cái thùng này là chưa thay các bạn theo xe ha. Đây dàn áo nè. Dàn áo ngoài sau quay tới chưa chạy chóc. Ủa cái tem này sao bị chóc ta. Nè. Chóc con nó có chóc thì nó chóc bằng cái tem sao bị chóc rồi. Yên không bị gắt ha. Yên không bị gắt. Mấy ốc này thì theo hết. Cây này cũng còn màu nè, chưa lên nước nè. Mấy dòng xe ở An Giang mình thì dàn chân đa số quay là mấy đương nít không cho mấy đương nít lại gần mà. Bây giờ YouTube nó cấm đâu cho nít là nấy. Cái này có phục cái gì, cái cặp mâm nó ghim nè, cặp mâm ghim lực lớn ha. Chúng ta nhận định được cặp mâm ghim là cái mấy cái sóng này nè nó to dày, nhìn vô lực là biết liền. Còn nếu mâm lô á, mua mâm Trung Quốc để vô á thì nó sẽ mỏng tăng à, nó
sống dày. Đĩa cũng sự hơi mòn của đĩa chưa có gì chân ha bạn, chưa có gì gọi là mòn nha ha. Người ta xài kỹ có cái này bảo vệ ngóc đó. Trời ơi, bảo vệ nữa cái nó đóng ba nước cho đây. Xét ngóc. Thôi về làm chi. Đó, máy nó sạch sạch nhà ra ha. Rồi đây tổng quan. Đèn cái dòng này là đèn led nha các bạn. Dòng 2018 này đèn led ha. Đèn bây giờ chưa chốc ha. Kiến theo xe. Mọi chức năng hoạt động đèn cạn nhân đề, mọi chức năng đều ok hết nha các bạn. Đó chết đó. Mọi chức năng đèn càng nhanh đời, gam ti nhuyễn nha các bạn. Nãy giờ gam ti máy đang chạy hoạt động đó, nhuyễn nhuyễn nhờ ha. Rồi ok, con này vậy đi. Anh em nãy thì alo mình là mình sẽ cho giá cho. Còn mình đến đây nhầm khi hổng về bên ta chơi hoài, bị hổng về bên ta phục kích hoài các bạn ha. Hổng về bên ta phục kích mình hoài. Rồi con tới con quay ếch luôn. Con quay ếch này hiện trạng thì em nó có chạy chóc nha, bụi đóng xe còn đẹp nhưng mà chỉ bụi đóng xe có chạy chóc chút đỉnh bản số em nó. Trời ơi, chinh chiến quá nhiều, xe này lấy không biết nhiều tiền của con ta xong mà không bẻ bản số lại nữa. Con quay ếch 2017 các bạn. Ủa lộn, lẻ bảy đọc sai. Quay ếch này 2007, quay ếch này quay ếch 100 nha, không phải 110 ạ. Hiện tại thì đồng hồ rất là cao nha, ô đô tới 78.000 các bạn, xe gin nguyên thủy ha. Trời ơi, chinh chiến quá rồi, cái tay này nó bị đụng hay gì đâu mà mình bị cọ quá vậy, cái tay này quẹo luôn rồi. Không đập cái này xuống. Máy chạy chỗ máy thì màu 7 màu nó đâu bị bay 7 màu rồi, không còn 7 màu nữa đâu. Ô đồ đúng 78.000 thì quá ấy rồi, quá nó quá lâu. Đợi 2007 tới giờ này hơn 10 năm thì có dành còn nè bạn. Xe hiện tại nguyên thủy, mình nói cho gọi cho bạn nghe là xe nguyên thủy nhưng mà xe đã bị xuống, bị cũ, chạy chóc. Yên thì đã bị thụng mà thụng rồi vô nè. Cái dàn áo thì bị có chày. Đây chày nè. Cái này muốn về sử dụng được là phải sơn áo lại. Không thì đã vậy đi cài đi cốt luôn. Vì xe này giá rất là mềm nha các bạn. Giá mềm sẩm mà nha. Đây cái sự hao mòn của đĩa này chưa có gì gọi là còn được. Có như người dùng trước ta sử dụng là còn được, còn ta thay rơm hoài, thay cục rơm hoài nên cái này mòn rất có sự mòn, ta trồng mòn, gusi còn, ta kiếm gusi nhận gusi, đọc gusi đọc Việt Nam cho dễ ha. Bình xăng con theo xe ha, xe này lại xăng ha, xe có gỉ mồ hôi chỗ này nè, đầu bò cũng còn sáng các bạn, máy móc nguyên zin ha, chưa có bung nha. Để mình chỉ cho bạn sơ về đánh giá cái dòng xe này, cái dòng xe 100 mà thời xưa đó, mình muốn có gớt đầu hay không gớt đầu là mình coi cái sự gon, coi cái gon của nó, nghĩ cái gon lá cờ của nó lên mà nguyên thì nó chưa có bị đụng bề nha các bạn. Dưới cái đầu bò này nè, hai con ốc trên nè, thì thường thường trong hãng người ta sẽ dặn ra bằng máy. Ví dụ người ta dặn vô tới cái chớ nó kêu cái cốc, ta siết cái này tới chớ kêu cốc. Nếu mà cái này là tuyệt chiêu nha, không có chỉ không truyền ra ngoài nha các bạn. Cái cạnh này nè, cái cạnh trên hết, nếu mà nó lú lên phải không, lú lên nằm tới đỉnh giữa thì cạnh bên này phải đỉnh giữa đó. Còn nếu mà bị người ta mằng máy khi mà về ông thợ ông siết lại, ông đâu có để ý ba cái cạnh này đâu đó. Ví dụ cái cạnh này nè dấu quyền thì bên kia cái cạnh kia dấu quyền, nó bằng hai góc dưới nó bằng nhau, hai góc trên bằng nhau đó. Nếu cái cạnh trên mà nó cái đỉnh giữa này nó đưa lên, còn bên kia đỉnh giữa nó méo qua bên là có tay ốc thợ, có cái ông thợ nó đưa cái chìa khóa vô ngóc này rồi. Nó vậy đó. Mình sơn con nguyên thủy. Xe này thì lại xăng thôi. Bô vọng thì cũng còn sáng ha các bạn. Đang quay cái đít như này. Đít khu còn không? Có bị chỉnh đít không?
dưới còn khô nha, xe An Giang để các bạn yên tâm, xe An Giang là cái dàn chân yên tâm. Còn mà cái máy mình muốn đổ hơi hay không á, nó có tới cái tuổi mà để bằng máy chưa là cái tuyệt chiêu nữa, là chúng ta thọt tay vô đây chúng ta móc ra nè. Cái xe này nó chưa đổ hơi, bữa đó mình móc rồi, mình mua xe người ta mình móc rồi chưa đổ hơi, cái này đang quay phim thọt cái tay vô đây vô hèm hết trơn sao được, bự bự nãy giờ chơi thọt tay vô nên móc ra, nếu khói nó ướt là nó đã đổ hơi. Đổ hơi là trong cái khói nó có cái hơi nước, cái hơi nhớt nó đổ hơi ra, còn không là không sao. Cái dòng này là nó cứng hơn xe 212 các bạn, xe quen pha bụng rồi 212, cái dòng QS này cứng hơn ha. Mà đặc biệt thì xe nói chung là xe 70 mấy ngàn thì giá cực kỳ mềm, dưới 10 triệu các bạn. Xe này alo cho mình giá dưới 10 triệu, máy móc còn ghê nè. Cái bệnh có bể chỗ này nè, nước này dán keo lại nè, đầu nồi chưa gớt nó vậy đó, mâm dành còn gió lại. Xe thì nguyên thủy theo xe nhưng mà giá thì bèo, tại xe nó hơi bèo có chạy chóc, giá dưới 10 triệu. Rồi mình quyết định đi, có còn đó còn mới thì giá cũng còn cao. Còn con này nữa các bạn ơi, mà giờ đang đi công chuyện rồi, con này để quay sau đây. Con này mới chát luôn, auto mới có 320 cây, con này để quay sau đó các bạn ơi. Còn chiếc Trung Quốc đó, chiếc của mình. Rồi vậy đi, mình sẽ đăng hai con này, rồi anh em nào thông tin ủng hộ giùm ha. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại nha các bạn.